tại Việt Nam, có hàng ngàn người bệnh hemophili hay còn gọi là bệnh máu khó đông và hầu hết chỉ được điều trị sau khi đã chảy máu. Việc không được điều trị kịp thời không chỉ khiến người bệnh phải chịu nhiều đau đớn mà còn dẫn đến nhiều biến chứng ở cơ, khớp, thậm chí là tàn tật. Với sự nỗ lực của các y bác sĩ, nhiều cậu bé hemophili hiện nay được chẩn đoán sớm và điều trị dự phòng nên chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn. Điều trị dự phòng có nghĩa là chúng ta bổ sung các cái yếu tố đông máu hoặc các tác nhân đông máu một cách định kỳ, lâu dài và để cho bệnh nhân và mình chúng ta chuyển những bệnh nhân mức độ nặng thành những bệnh nhân mức độ trung bình và khi đó thì cái tần suất chảy máu của bệnh nhân sẽ giảm đi và thậm chí có thể đạt được bằng không nếu như chúng ta mà bổ sung đầy đủ. Và khi mà bệnh nhân không có bị chảy máu như vậy nữa thì các cái biến chứng như là biến dạng cơ xương khớp này hoặc là các cái chảy máu ở các cơ quan nguy hiểm thì là chúng ta sẽ không, gần như là không tự nhiên xảy ra nữa. Thường bệnh nhân chỉ có thể bị chảy máu nếu như mà bị chấn thương hoặc là can thiệp thôi, nếu không được chuẩn bị thôi. Nhưng thường với những trường hợp bệnh nhân như thế này thì họ sẽ được chuẩn bị rất là tốt. Và khi đó thì bệnh nhân có thể sống và làm việc hoàn toàn như người bình thường. Tuy nhiên, tỷ lệ người bệnh được điều trị dự phòng ở nước ta vẫn còn ở mức thấp. Nguyên nhân là do hệ thống điều trị hemophili đã được mở rộng, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, chưa thực hiện được điều trị tại nhà và tại y tế cơ sở. Điều trị dự phòng tại nhà hoặc tại y tế cơ sở đã trở thành ước mơ, niềm mong mỏi của tất cả người bệnh và các gia đình có con bị hemophili. Bệnh nhân hemo bọn em có một cái khao khát được điều trị dự phòng với những chế phẩm có thời gian bán hủy càng kéo dài càng tốt. Nó giúp cho sức khỏe, tâm lý và kinh tế của bệnh nhân được nâng cao, được cải thiện rất là nhiều và hiệu quả điều trị cũng được cao hơn nữa. Và những cái khi mà những cái nguy cơ di chứng bị giảm đi thì cái việc phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe của bệnh nhân cũng sẽ được chắc chắn được nâng cao lên trông thấy. Điều trị dự phòng chảy máu là phương pháp điều trị thiết yếu đối với người bệnh hemophili. Nếu quy trình điều trị tại y tế cơ sở được phê duyệt, đó sẽ là tiền đề quan trọng để điều trị dự phòng được triển khai rộng rãi hơn tại Việt Nam. Về mặt lâu dài, điều trị dự phòng sẽ hạn chế được các biến chứng và tình trạng chảy máu nặng, giúp tiết kiệm chi phí điều trị biến chứng, giảm tỷ lệ tàn tật. Điều này không chỉ đem đến hy vọng cho người bệnh, mà còn giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.